khi mà thương lái đã đồng loạt ngưng mua khiến cho hàng chục ngàn hộ dân trồng thanh long nghịch vụ, còn gọi là thanh long sông đèn ở hai tỉnh này giờ đây như ngồi trên đống lửa thưa quý vị. Điều đáng nói là tại Long An, 20.000 hecta thanh long đến ngày thu hoạch nhưng thương lái đồng loạt ngừng thu mua khiến cho người nông dân điêu đứng. Nhiều nhà vườn đã bán với giá rẻ nhưng cũng không giải quyết được lượng thanh long tồn động quá lớn này. Toàn bộ thương lái lớn nhỏ ở địa phương thông báo ngừng thu mua thanh long vì không xuất hàng đi Trung Quốc được. Trái thanh long đã đến thời điểm thu hoạch thì không thể giữ lại trên cây hơn 3 ngày vì trái sẽ tự đứt và hư thối. Nhiều nông dân cho biết ngay cả những thương lái đã đặt cọc trước cũng không tới vườn để thu mua thanh long theo thỏa thuận. Số tiền đặt cọc mà thương lái bỏ là không đáng kể nếu so với thiệt hại mà người nông dân phải chịu khi thương lái không thu mua. Cơ quan chức năng tỉnh Long An đã tổ chức những cuộc gặp trao đổi với các thương lái trên địa bàn. Một số thương lái lớn đã đồng ý hỗ trợ đối với những thương lái nhỏ hơn số tiền là 3.000 đồng một ký. Các thương lái nhỏ cam kết hỗ trợ thu mua cho các chủ vườn thanh long là 1.000 đồng một ký. Tuy nhiên, nhiều nông dân cho biết những lời hứa này chưa được thực hiện trên thực tế.